Hắn ta bay nhanh quá. Để tao giúp cậu cho. Một con rồng biết phun lửa sao? Thật là thú vị. Scarlet, không! Sao? Có giỏi thì phun lửa nữa đi. Không, Scarlet! Tập trung nào, bắn ngay chính xác. Cái gì thế? Đội trưởng Ivor, cậu có sao không? Hình như là vừa rồi hắn ta đã đâm vào sau lưng cậu. Cảm ơn Doris, tôi không sao. Cũng may là tôi có trang bị giáp trong người. Cái tàu sau lưng kìa. Tên ranh này. Cũng chảy máu rồi kìa, hãy trốn đi, tôi sẽ lo hắn cho. Nhưng mà đại trưởng còn bị thương nặng hơn tôi đó mà. Tôi không sao đâu, cô chạy đi. Hãy cố lên nhé, tôi sẽ tìm người trợ giúp. Ôi không, Scarlet tội nghiệp. Bạn rồng ơi, hãy cố lên, tôi sẽ không để bạn chết đâu. Isaac, tôi xin lỗi, tôi nghĩ rằng là mình sẽ không qua khỏi. À, thật ra thì số mệnh của tôi đã được định đoạt từ trước. Không, đừng nói như vậy mà, cậu hãy cố gắng lên, hãy trả thù kẻ mà đã giết mẹ cậu đi. Quên đã, số mệnh cậu được định đoạt, có nghĩa là sao? Tôi đã biết trước về cái chết của mình. Khi được sinh ra từ quả trứng, tôi không được lành lặn như những người anh chị của mình. Nói đúng hơn là tôi nở trứng sớm hơn khoảng vài tháng. Vì thế mà tôi mang trong người đủ thứ bệnh. Bác rồng già làng còn phán một câu: thằng bé này bệnh tật đầy người, chắc chỉ là sống được vài tháng là cùng. Tinh thần của tôi trở nên suy sụp, chán đời, nên tôi đã bỏ nhà ra đi để có thể an nghỉ, nhắm mắt ở một nơi nào đó mà mẹ tôi không biết. Khoảng một năm trôi dạt khắp nơi, tôi nhận ra là mình vẫn sống khỏe và không có chết sớm như bác già làng phán. Khi mà tôi cảm thấy phấn chấn hơn, biết rằng lời nói của ông ta chỉ là xạo, tôi có thể tự tin sống được một cuộc sống bình thường, yêu đời trở lại. Khi tôi chuẩn bị tìm đường quay về nhà, thì bỗng dưng tôi gặp một người. Mặt anh ta lộ ra vẻ buồn bã, nhìn tôi chằm chằm. Ôi, chú rồng tội nghiệp, bạn sẽ không sống được bao lâu đâu. Bạn thật là xui xẻo khi mà gặp tôi giữa rừng như thế này. Cho ta xin lỗi nhé. Nói rồi, anh ta ngoảnh mặt, đi thẳng sâu vào trong rừng, mất dạng. Lại có thêm người phán về số mệnh của tôi. Phải chăng cái chết của tôi không sớm thì muộn? Tôi bay với tâm trạng lo lắng. Và đúng sự thật là như vậy, tôi không thể nào thoát khỏi số phận. Không, đó là do cậu nghĩ như vậy thôi. Cậu đừng cứ nản chí, tôi sẽ mang cậu về nhà tù để điều trị ngay bây giờ. Isaac, đừng mà. Tôi rất vui được làm bạn với cậu. Tuy chỉ mới gặp cậu gần đây thôi, nhưng tôi nhận được sự yêu mến từ cậu. Cậu đã cho tôi thấy được nhiều thứ hay ho. Những kỷ niệm đáng nhớ ấy dù có tan biến, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên đâu. Isaac, cậu như anh ruột của tôi vậy. Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả. Ôi không, Scarlet đã ngừng thở rồi. Có chuyện gì thế? Ôi không, đừng có nói là... Súng của mình. Đại chiến đó mà người nhìn đi đâu vậy? Nguy rồi. Cuộc đời của ngươi sẽ kết thúc tại đây. Vĩnh biệt. Dừng tay lại. Hả? Là kẻ nào? Ta nói ngươi là dừng tay lại. Cái gì đây? Con tắc kè đó chết rồi thì ngươi bị đi luôn rồi à? À, Isaac đây rồi.
Này mọi người, bọn tôi bắt được quan kia rồi này, và đã xác định được khu vực của Vanessa và tên hoàng tử rồi. Có chuyện gì thế? Ôi trời, các cậu đang chiến đấu à? Để tớ tham gia giúp cho. Không đâu Yaki, mọi người hãy xin sang một bên. Đây là chuyện riêng của tớ, tớ phải cho hắn một bài học. Hơ, cậu nói gì nghe các bạn nghiêm trọng thế? Ủa, Scarlet đâu rồi? Scarlet có phải là tên của một con thằng làm biết hôn lửa hồi nãy không? Nó đã bị ta xuyên thủng một lỗ ở giữa bụng rồi. Cái gì? Là thật sao? Không thể nào. Hãy chấp nhận đi, con tắc kè đã chết một cách không thể nào dễ dàng hơn được. Lẽ ra là ta nên xin thêm một phát nữa mới đã tay chứ. Chuyện gì thế? Bỏ tay của ngươi ra, nghe thở quá. Ta cấm ngươi xúc phạm em trai của ta. Hả? Ngươi bị điên à? Có thằng làng chết dở mấy mà là em trai của con người như ngươi sao? Wow, tuyệt quá. Isaac có phải phun ra lửa? Không thể nào, cậu ta chỉ là một con người bình thường thôi mà. Này Isaac, cậu có sao không? Tôi không sao đâu. Chết hết đi, lũ các ngươi. Tôi xin đầu hàng. Isaac. Này Isaac, cậu trước giờ có sức mạnh của lửa, sao cậu không nói cho bọn tớ biết? Nhìn ngầu lắm đấy. Tớ không biết gì cả. Trong lúc nóng giận, bỗng dưng cơ thể tớ bùng phát ra một sức mạnh rất là đặc biệt. Cảm giác nó kỳ lạ lắm. Không thể nào. Theo tớ biết thì cậu chỉ là người bình thường thôi mà. Cơ thể của cậu đã phát sáng lên kìa. Thật ư? Isaac, xin lỗi vì đã trao cho cậu sức mạnh mà không báo trước. Ai đấy? Giọng của ai vậy? Tôi chính là Scarlet đây. Cậu còn sống sao? Cậu đâu rồi? Không, tôi đã chết rồi. Hiện tại, tôi đã nằm sâu trong tiềm thức của cậu. Tôi đã nhớ về bản chất thực sự của mình. Tôi vốn không phải là một con rồng. Cách đây một năm, một ngọn núi lửa đã phun trào ly bì suốt một tháng liền. Và tôi được sinh ra vào đúng thời điểm ấy. Tôi chính là một tinh linh của lửa, được tạo ra nhờ vào sức nóng của dung nham. Tôi đã lang thang khắp hành tinh này để rong chơi, nhưng thật sự tôi cảm thấy rất là cô đơn. Tình cờ tôi gặp một mẹ rồng đang ấp trứng. Nó khiến cho tôi khao khát có một gia đình, thứ mà tôi cần bấy lâu nay. Thế là tôi đã nhập vào bên trong một quả trứng được ấp, với hy vọng mình sẽ trở thành một phần của cuộc sống. Khi trứng nở ra, tôi đã quên đi thân phận thực sự của mình và sống với hình hài mới. Khi tôi chết đi, tôi nghe tiếng lòng của Isaac cứ văng vẳng. Cậu ta mong muốn tôi quay trở lại, nên tôi đã hòa trong tiềm thức của cậu, để mãi mãi được ở bên cạnh. Scarlet, vậy chúng ta còn gặp nhau không? Tôi mong là như thế. Nhưng đừng lo, tôi sẽ luôn hiện diện trong ký ức của cậu. Tôi sẽ không tan biến đâu. Vì thế, đừng bao giờ quên tôi nhé. Tôi tặng cậu sức mạnh của mình để bảo vệ cho tương lai phía trước. Tạm biệt. Hy vọng là cậu vui, Isaac à. Cậu nên vui đi chứ. Scarlet từ giờ sẽ luôn đồng hành với cậu mà, Isaac. Tôi chắc chắn rằng là Scarlet không muốn cậu buồn đâu. Đôi khi, đó không phải là sự kết thúc, mà chính là sự khởi đầu. Cảm ơn các cậu đã động viên tới nhé. Chà, kết thúc tốt đẹp quá. Khoan đã, chưa đâu. Còn tên hành tử và công chúa Vanessa nữa. Ừ nhỉ, tí nữa thì quên. Chúng ta hãy mau đến đó thôi. Các cậu cố lên nhé. Tôi sẽ đưa những cái tên này đưa về nhà tù, rồi quay lại giúp mọi người sau. Vậy là có ba kẻ thuộc tứ trụ bị đánh bại rồi. Tớ tự hỏi là tên còn lại đang trốn ở đâu. Ủa, các cậu vẫn chưa đoán ra kẻ tứ trụ còn lại là ai à? Cậu có biết là ai không Yaki? À, đó là hoàng tử Winston, một trong bốn người thuộc tứ trụ, kẻ mà chúng ta đang săn lùng.
Sắp đến Tết rồi các bạn ơi, hãy cùng Gia Kỳ quay kim cương chỉ với 7.000 cơ hội sở hữu 15.000 kim cương với mua vàng ưu đãi mua app Free Fire. Cùng thử vận may giá rẻ tại shopgiaky.vn. Ôi, cái gì thế? Tại sao các ngươi biết ta ở đây? Ta trốn kỹ rồi mà. Ta phải cảm ơn vì một lời khai của tứ trụ còn lại. Ngươi nói thật chứ? Thật, tôi xin thề là cái thằng cha hoàng tử đó đang trốn tên ấy mà. Hãy thả tôi ra đi mà. Thì ra là Quan Kỳ. Khi bị đánh bại trong cuộc tỷ thí thì cô ta trông thật là vô hại. Winston, ngươi đã bị bắt vì tội xâm chiếm một đất nước và bắt cóc người khác. Cái gì? Làm như ta sợ lắm vậy. Hãy thả công chúa Vanessa ra mau. Chúng tôi phải nói cuộc đám cưới này. Ủa? Con chuối nào cơ? Ta không có hiểu. Các ngươi có nhầm không? Tên này chơi trò giải đò à? Con chuối Vanessa, cô ở đâu? Tôi ở đây nè, cứu tôi với. Hả? Chị vừa nghe tiếng của em ấy. Hình như là nó phát ra từ bên trong cửa khóa rồi. Các ngươi nghe nhầm rồi, làm gì có ai chứ. Im miệng đi, để tao phá cánh cửa này. Hả? Wow, đội trưởng mới mạnh như ngày nào, cửa bung ra rồi. Mọi người vào trong tìm Vanessa đi. Tôi cùng Yaki và Isaac sẽ lo tên hàng tử cho. Cứ tin tưởng ở tớ. Vanessa, em ở đâu? Ủa, sao có nhiều lối đi thế này? Bên trong là một hệ thống mê cung. Các ngươi không những không tìm được con nhỏ đó, mà còn có nguy cơ bị chết đói trong đó nữa. Đừng có dại nhé. Thôi chết, mong rằng là mọi người sẽ ổn. Thôi, ta nói rồi, chẳng có ai ở đây đâu, lỡ mà quay về đi. Tuyệt vời, hắn ta té xuống rồi. Cậu làm tôi lắm nha Kỳ, tôi sẽ bắt hắn lại. Tỉnh ra, không hồi lại gần ta. Nguy hiểm quá, hắn ta có bẫy trong người kìa. Ta học kiếm thuật từ nhỏ, nên các ngươi đừng xem thường ta. Nếu biết điều, thì các ngươi hãy rút lui đi. Cái tên hành tử này trông điên điên mà nguy hiểm phết. Sao? Ta nói vậy mà không giải cút à? Các người chán sống rồi ư? Mọi người có để tôi lo hắn cho. Tên này dễ mà. Cậu chắc chứ? Vừa mới nãy là cậu dùng khá là nhiều năng lực mà. Không sao, tới khề lửa một tí thôi là tên này bốc cháy luôn ý mà. Lửa cuồng nổ. Yeah! Cái gì? Hay lắm, cho tên ấy bốc cháy luôn đi. Trò đùa gì đây? Sao bỗng chân lưỡi ý xìu vậy? Có trục trặc gì chăng? Cậu lùi lại đi, tôi sẽ chiến đấu với hắn. Vanessa, cậu đâu rồi? Cậu có ở đây không? Vanessa, ủa, đồ này đi rồi mà. Ủa khoan, đồ này cũng đi rồi. Lạc đường rồi làm sao bây giờ? Hình như là hai ông tướng kia bị lạc đường rồi chị ạ. Tôi ở đây nè, mọi người có ở đây không? Em nghe âm thanh từ phía này. Ồ, phải rồi. Chúng ta đã tìm ra em ấy, em có sao không? Layla, chị Doris nữa, cứu em với. Sao kỳ vậy ta, phòng giam này không có cửa ra vào. Âm thanh gì thế? Ôi! Một tên nhân bị cầm rìu, chúng ta phải làm sao đây? Tên này giật kiếm tôi thật đấy, không phải là dạng vừa đâu. Tốt nhất là đừng có dây dưa với ta. Hãy mau biến ra khỏi đây, để buổi lễ cưới với ta diễn ra tốt đẹp nào. Tên này có vẻ như là yếu nhất trong tứ trụ, nhưng mà múa kiếm rất là điệu nghệ. Gia Kỳ, cậu có cách nào không? Thật ra là muốn đánh bại một người cầm kiếm rất là dễ. Chúng ta chỉ cần hợp tác ăn ý là được. Cậu nghĩ ra rồi à? Cậu nói xem nào. Có chuyện gì thế? Popo, Di Sinh, các cậu đã đúng lúc thật. Cũng may là bọn tôi lần hai dấu chân của các cậu.
chúng ta có thể dùng cây rìu này để phá cái phòng giam bằng gỗ này đấy. Ha ha. Yeah, đã tự do rồi, cảm ơn chị nhiều. Ủa, những người còn lại đâu rồi? Họ đang chiến đấu với tên hoàng tử đó. Bây giờ chúng ta hãy tìm đường ra ngoài đi. Kỳ lạ thật, lối vào lúc nãy đâu rồi? Hay là chúng ta đã đi lạc? Ôi, trời ơi, ở dưới nó sâu quá, nguy hiểm thật. À, hình như là ở phía trước mặt chúng ta là một lối thoát kìa. Ừ, có phải đúng đấy. Nói ra nó gần hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Để giờ đi qua là được. Tôi sợ độ cao lắm. Mà khoan đã, Vanessa và chị Doris đâu rồi? Tụi ta ở dưới này nè, không hiểu sao lại đi hai đường khác nhau nữa. Thế cậu cứ đi tiếp đi. Ừ, đừng nói té nhé. Âm thanh gì thế nhỉ? Hả? Mới làm cái trò gì thế? Tính thiệt đấu ta à? Này, các ngươi tính giấy trò gì à? Slide đốt lửa quanh chân ta, rồi còn ép ta chẳng kiếm lại nữa hả? Lửa khiến cho ngươi không thể nào di chuyển xa được. Jasmine khiến cho tay của ngươi bận việc. Giờ thì ngươi chỉ có mày đứng yên thôi. Phải rồi nhỉ, mình đã bị mắc bẫy rồi. Dạ kì, đã lệ cậu rồi đấy. Trời, cái gì vậy? Chóng mặt quá, sao ngươi lại bay nhảy lung tung vậy? Đừng tưởng ta không biết gì. Ngươi định tấn công ta đằng sau lưng ta phải không? Thế thì ngươi làm to rồi nhé. Ta có thể dùng kiếm tấn công kẻ ở đằng sau lưng đấy. Thử chạm vào người ta xem nào. Nào. Không phải, ta ở trên này mà. Ngươi định quăng ghế về đầu ta à? Chết ta rồi, chết ta rồi. Ta thu kiếm. Này, ta hàng tử kia, đầu hàng đi. Tất cả tứ trụ của ngươi đều đã bị đánh bại rồi. Tên hàng tử này, ngươi nghĩ sao mà một người chạy được ba người chứ? Đây đâu phải là phim khoa học viễn tưởng đâu. Chỉ cần hợp sức lại là ngươi không thể nào thắng được. Winston, ngươi có chịu đầu hàng rồi chứ? Hay là muốn... Vâng, tôi xin đầu hàng. Tôi xin chịu thua. Hả? Chuyện gì thế? Có động đất à? Không phải, hình như là chỗ chúng ta đang đứng sắp bị sập đồ đấy. Mọi người hãy chạy ra ngoài mua lên đi. Cố lên nào, Vanessa, chị Doris. Chị ơi, bắn chắc em nhé. Em không cần phải lo cho chị đâu. Em hãy ta trông nhìn phía trước đi. Chị Doris, chị có sao không? Ôi, đường đi phía sau đã bị sập rồi. Chị Doris. Em làm gì thế? Chị nặng lắm, đừng có giữ tay chị lại. Chị nói gì kìa vậy? Anh không hẹn để chị chết vào lúc này được. Không, Vanessa à, cây cầu này không chịu sức nặng của hai chúng ta đâu. Nó sẽ bị sập mất. Em hãy thả tay ra mau đi. Không được, chị không được chết, sẽ có cách mà. Phải làm sao đây? Chúng ta không có cách nào để giúp họ cả. Em biết không Vanessa, chị xem em như là em gái ruột của mình vậy. Chị nói là đương nhiên rồi, nhưng mà sao ạ? Hồi còn trẻ bồng bột, chị là một người khá là vô tâm, không quan tâm đến người em gái của mình. Do bố mẹ đi công tác xa nên hai chị em ở chung một nhà. Và một ngày khi đi học về, chị không đi về nhà ngay mà ghé sang nhà đứa bạn chơi. Em gái chị ở nhà mà không thấy chị về, cho nên sốt ruột, nó chạy ra ngoài trong màn đêm tầm tạ. Khi chị về đến nhà, chị phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Em ấy đã bị xe tâm mà qua đời. Điều đó khiến cho chị hối hận suốt 10 năm nay. Vanessa, em rất là giống đứa em quá cố của chị. Xin em, hãy nghe lời chị đi. Không, đừng mà, chị đừng nói như thế. Ôi da, chị Doris. Vanessa, chúc em sống hạnh phúc. Chị sẽ luôn phù hộ em.
Ôi, xin cảm ơn các khanh đã cứu con gái ta, cứu cả vương quốc này nữa. Tôi thành thật đội ơn các vị, không biết là các vị muốn tôi thưởng cái gì không ạ? Không có gì đâu, chúng tôi tiện đường truy lùng người bị truy nã thôi, ngài không cần phải thưởng gì cả. Hoan đã, tôi muốn được thưởng. Thưa đức vua, hãy thưởng cho tôi một núi đầy cá đi ạ. À. Một núi đầy cá á? Ôi, dễ thôi mà, sẽ có liền. Con gái, con sao thế? Sao con buồn vậy? Vanessa, cô không cần phải lo về việc bị bắt trở lại đâu. Cô được xác nhận lại vô tình chui vào cánh cổng rồi, nên cô không có tội. Tôi cảm ơn. Thưa đội trưởng Jasmine, thật ra thì không phải cô ta buồn vì sắp trở lại nhà tù đâu, mà vì chị Doris. Mà hoan đã, có ai thấy râu ở đâu không? Cả ngày rồi tôi chỉ thấy cô ta. À, cô ta đã bị nhốt nên... Râu kia kìa. Và... Vanessa. Chị Doris. Mì quá, chị vẫn còn sống, lần sau chị đừng như thế nữa nha. Rồi, chị biết rồi, chị xin lỗi em, nín đi, đừng khóc mà. Wow, kết thúc tốt đẹp rồi nhỉ. Mà tới tự hỏi, tại sao chị Doris vẫn còn sống nhỉ, rơi ở được cao như thế cơ mà. À, đó là một sự tình cờ. Khi thoát ra khỏi cái bẫy của một mùa thủy, tôi bắt đầu đi tìm mọi người, nhưng không biết đường. Tôi vào một căn phòng ở phía bên dưới, tôi nghe tiếng hét của ai đó ở phía trên, nên tôi đã ngước nhìn lên. Một người không rõ là ai đang rơi xuống dưới. Tôi nhanh chóng lập tức triệu hồi một linh hồn và cố gắng đỡ người đang lao xuống đất một cách an toàn. Winston, Whis, West và Wanky, bốn người bị kết án xâm lược vương quốc khác và bắt cóc, phạt tù 20 năm. Riêng Wanky có giúp đỡ đội trưởng nhà tù tìm ra vị trí của hoàng tử nên sẽ được giảm tội xuống còn 15 năm. Kết thúc phiên tòa. Tôi bay được lắm. Phiên tòa đã xong. Tôi có chuyện muốn nói với các cậu. Có chuyện gì thế thưa đội trưởng Jasmine? Các cậu đã có công lớn trong việc bắt giữ tội phạm nguy hiểm. Đồng thời, chúng tôi cũng xem xét lại trường hợp vi phạm của các cậu. Vì thế, sẽ có một sự giảm hình phạt. Cecilia, cậu hãy đọc đi. Cecilia. Vâng. Tội nhân Doris sẽ được tự do vào ngày mai. Popo và Jason được giảm xuống còn 1 tháng tù giam. Yaki, Isaac và Leila được giảm xuống còn 2 tuần. Hả? Sắp được thả là sao? Nhưng mà tôi muốn được ở thêm năm tù. Vậy đâu thì, chúng ta vẫn đang suy nghĩ thêm. Vậy nhé, kết thúc phiên tòa, mời các tù nhân quay về khu giam của mình. Còn 2 tuần nữa sao? Nhưng mà tôi không muốn quay về đâu, chán lắm. Cậu lạ nhỉ, ở Tây Đất nhiều cái thú vui hơn ở đây mà, phải không Yaki? Ừ, đúng vậy, 2 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ được tự do.